Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 5 tháng 1 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc tất cả quý khán thính giả thân yêu nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính như sau. Biến thể phụ mới của Omicron đe dọa làm dịch Covid-19 bùng lên lại tại Mỹ. Cao pháp viện sẽ xét xử vụ kiện chống lại thủ tục bầu cử năm 2020, lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Cảnh báo bão lớn ập vào Nam California gây ra lo ngại sẽ bị ngập lụt. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, theo CNN vào ngày 4 tháng 1 cho hay, suốt mấy tuần lễ qua, các khoa học gia theo dõi một loạt biến thể phụ của Omicron đua nhau làm lây lan bệnh Covid-19 mạnh nhất tại Mỹ trong đó có hai biến thể phụ BQ, BQ1 và BQ1.1 dường như đang vượt lên dẫn đầu. Những biến thể này trong thời gian qua đã khiến cho số ca bị nhiễm COVID-19 và số người vô bệnh viện tăng dần, mặc dù có vẻ là sẽ không lên cao bằng được COVID-19 do biến thể phụ BA5 gây ra hồi mùa hè năm ngoái và chắc chắn không bao giờ bằng được COVID-19 do biến thể Omicron gốc gây ra cách đây một năm. CDC ước tính trong 4 tuần qua tỷ lệ ca bị nhiễm COVID-19 do biến thể SPB1.5 này gây ra tăng lên gấp đôi mỗi tuần từ khoảng 4% lên 41% trong tháng 12. Ở vùng Đông Bắc nước Mỹ thì CDC ước tính SPB1.5 hiện đang chiếm đến 75% các ca mới. Bà Rachel Hurry, giám đốc xét nghiệm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở một trường đại học Washington cho hay: "Trong mấy tháng nay, chúng tôi chưa thấy con biến thể nào lây lan nhanh như vậy." Theo như các chuyên gia về vi trùng học cũng như là các chuyên gia nghiên cứu dịch bệnh, biến thể phụ này của Omicron có nhiều đặc điểm giúp cho nó có đủ khả năng gây ra được bùng phát dịch Covid-19 mới tại Mỹ. Mặc dù hiện nay vẫn chưa rõ được đó sẽ lớn mạnh đến cỡ nào và có làm gia tăng số người phải nhập viện hay là không. Gần đây thì có nhiều người lo ngại được dịch Covid-19 bụng nổ hiện tại tại Trung Quốc có thể đe dọa cho Hoa Kỳ. Thế nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng biến thể XBB.1.5 dường như đang nổi lên tại Mỹ. Biến thể này được tìm thấy lần đầu tiên tại New York và Connecticut cuối tháng 10 năm ngoái. Theo Tristace, sáng kiến toàn cầu chuyên gia theo dõi các biến thể COVID-19. Ông Trevor Bestford, giáo sư sinh vật học ở Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson tại Seattle, cho hay biến thể XBB.1.5 này có tốc độ lây lan tương tự như là con BA5 Ông Bespor cho biết, tốc độ lây lan của SBB 1.5 là khoảng 1.6, tức là cứ một người nhiễm bệnh thì có thể lây cho khoảng 1.6 người khác, nhiều hơn 40% so với biến thể đối thủ kế sát nó. Tôi dự trù nó sẽ lây lan nhanh hơn trong mấy tuần lễ tới. Tuy nhiên thì ông Bespor lưu ý sự gia tăng đó sẽ không nhìn thấy qua con số ca nhiễm mới, vì hiện nay ngày càng nhiều người tự thử COVID-19 tại nhà. Mà nếu bị nhiễm thì những ca này có lẽ không được tính, trừ khi họ phải nhập viện hoặc là đi thử Covid-19 ở phòng thí nghiệm để xác nhận kết quả. Do đó thì tôi sẽ nhìn vào số người nhập viện ở nhóm tuổi dễ nhiễm bệnh như là người cao niên để biết dịch Covid-19 có bùng nổ lên hay là không. Tối cao pháp viện sẽ xét xử vụ kiện chống lại thủ tục bầu cử năm 2020, lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Quý vị thân mến, khiếu nại 388 nhà lập pháp đã vi phạm lời thề của họ và yêu cầu cách chức Kamala Harris và Mike Pence. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, một vụ kiện chấn động thách thức thủ tục trong cuộc bầu cử năm 2020 đã được thông qua hệ thống tòa án và sẽ được tối cao pháp viện xác xử vào ngày 6 tháng 1 sắp tới. Đúng 2 năm sau cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1, thu hút những người Mỹ từ khắp đất nước quan tâm về tính hợp pháp của các cuộc bầu cử. Tòa cả pháp viện sẽ xem xét một khía cạnh vào tháng 1 năm 2020. Đơn kiện của anh em nhà Brunson nêu tên 388 nhà lập pháp trong hồ sơ tòa án của mình, tuyên bố rằng những nhà lập pháp này đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ chống lại mọi kẻ thù trong và ngoài nước và đã không duy trì nó. Huckabee cho biết, Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và của cựu thống đốc tiểu bang Arkansas Huckabee, đã thu hút được sự chú ý đến vụ án Grayson kiện Adam. Vụ án sẽ được xét xử trong tuần này. Tối cao Pháp viện đã đồng ý tổ chức phiên điều trần cho một vụ án có thể hình dung được. Vui lòng coi đây là vụ án dài nhất, lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, loại bỏ tất cả các nhà lập pháp đã tham gia vào việc xác nhận khiến cho họ mất tư cách để ứng cử vào các chức vụ công quyền lần nữa. Branson là bốn anh em đến từ Utah đã cùng nhau đi khắp đất nước để chơi nhạc, cả bốn cùng thổi kèn. Họ cũng đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tính hợp pháp của những gì diễn ra trong cuộc bầu cử năm 2020 và tự học cách soạn thảo các văn bản pháp lý cần thiết. Trường hợp của họ thì tập trung vào việc quốc hội xác nhận một cuộc bầu cử mà một số lượng lớn các nhà lập pháp đã đặt câu hỏi, tuyên bố rằng họ có bằng chứng chắc chắn rằng các cuộc bầu cử đã không được tiến hành một cách hợp pháp. Thưa quý vị, đơn kiện của Branson gửi lên tối cao pháp viện cho biết, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đại hội lần thứ 117 đã tổ chức một thủ tục tố tụng và tranh luận tại Washington DC. Thủ tục này nhằm mục đích là kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cho tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ theo tu chính án thứ 12. Trong thủ tục này, hơn 100 thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã tuyên bố bằng chứng thực tế rằng cuộc bầu cử nói trên đã bị gian lận vì các bị đơn từ chối điều tra tuyên bố của Quốc hội là một hành động phản quốc và lừa đảo của các bị đơn. Một cuộc bầu cử gian lận thành công có kết quả cuối cùng giống như là một hành động chiến tranh để trao quyền cho người mà cải chiến thắng muốn, mà trong trường hợp này là Joe Biden, nếu không bị ngăn chặn ngay lập tức, sẽ tiếp tục phá hủy các quyền tự do cơ bản của Branson cũng như là tất cả công dân Hoa Kỳ và tòa án. Nhiều vụ kiện đã thách thức cuộc bầu cử năm 2020. Đây là lần đầu tiên xem xét một vi phạm hiến pháp của thủ tục. Huckabee cho biết phạm vi tiềm năng của phán quyết về vụ việc có thể rất lớn. Lập luận trong trường hợp này là do không xem xét các cáo buộc nghiêm trọng về gian lận bầu cử. Những người đã bỏ phiếu xác nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 đã vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức và không đủ điều kiện để tranh cử lại bất kỳ chức vụ dân cử nào. Kamala Harris nằm trong nhóm đó và Mike Pence cũng vậy. Họ phải trả giá sớm cho những hành động của chính mình, không thể dùng túng như vậy mãi được. <laughs> Cảnh báo bão lớn ập vô Nam California gây ra lo ngại sẽ bị ngập lụt. Thưa quý vị, theo thông tin từ nhật báo The Orange County Register, bão lớn sẽ ập vào Nam California vào ngày 5 tháng 1, một lần nữa làm cho người ta lo ngại sẽ có xảy ra ngập lụt và sạt lở đất đá ở những nơi bị cháy rừng mới đây. Trời sẽ bắt đầu mưa nhẹ vào sáng thứ Tư với lượng mưa từ 1 trên 10 đến 1 trên 4 in, 1 giờ ở vài nơi trong vùng. Sở khí tượng quốc gia dự báo, nhưng đến trưa ngày 5 tháng 1, mưa sẽ tăng dần, kéo sang ngày 6 và lượng mưa lên tới 1 in, 1 giờ ở vài nơi. Cường độ cao nhất của trận bão này dự trù sẽ xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 1. NWS cho biết, số lượng mưa này có thể gây ra lũ quét nghiêm trọng hoặc là gây ra sạt lở đất đá khắp vùng, bên trong và xung quanh những nơi bị cháy rừng mới đây, còn khu đô thị có thể bị ngập lụt. Thưa quý vị, cơ quan giao thông vận tải Los Angeles thông báo rằng đường laurel Canyon sẽ bị chặn từ đường Hollywood đến Mulholland 8 giờ sáng đến trưa ngày thứ Năm do đề phòng mưa lớn. Trong khi đó, thì giới chức Bộ Giao thông Vận tải của California khuyến cáo cư dân trên khắp tiểu bang tránh không nên lái xe, nếu có thể. Văn phòng Cortez khắp tiểu bang đang phối hợp với giới chức và tiểu bang địa phương đối phó với trận bão mới nhất này. Chúng tôi khuyến cáo đừng nên lái xe. Kenshin viết trên Twitter. Giới chức Cortez cũng cho hay họ đã dọn sạch một đoạn xa lộ Angeles Great trong rừng quốc gia Angeles bên dưới State Route 39. NWS phát ra lệnh báo động ngập lụt cho phần lớn khu vực phía nam California từ tối ngày thứ 5 đến chiều ngày thứ Sáu tại Orange County. Lệnh báo động lũ lụt có hiệu lực từ sáng đến chiều ngày 6 tháng 1. Lệnh báo động bão mùa đông có hiệu lực từ trưa ngày 5 tháng 1 đến 3 giờ sáng ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 1 ở vùng núi Los Angeles County, gồm Austin và Mount Wilson. NWS dự báo, ban đầu tuyết sẽ rơi ở nơi cao trên 6.000 feet, nhưng đến ngày thứ Sáu sẽ rơi ở mức thấp hơn, có thể sẽ có ảnh hưởng đến vài tuyến đường trên núi như là xa lộ Angeles Red và Big Pin ở Los Angeles County. Gió mạnh sẽ đi kèm với mưa ở Nam California. Theo dự báo, thì gió mạnh đến 55 MPS ở vùng núi chiều ngày thứ Năm, 60 MPS sau nửa đêm và 50 MPS ở Angeles Valley. Lệnh báo động gió mạnh sẽ có hiệu lực ở Orange County từ 2 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày thứ Năm. Dù trù sẽ mạnh từ 15 đến 25 MPS, gió giật đến 40 MPS theo NWS. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng cũng cho biết rằng khi bão mạnh lên, có thể họ sẽ phát lệnh báo động gió cho vùng núi và sa mạc ở Los Angeles County. Có thể sẽ xảy ra nhiều vấn đề xấu đi cùng trận bão này, như là ngập lượt ở đô thị, đất đá rơi xuống đường, cây cối ngã đổ và nhiều nơi bị cấp điện và sạt lở đất đá ở những nơi bị cháy rừng mới đây. Đến tối hôm ngày thứ Sáu, thời tiết dự trù sẽ khổ ráo kéo dài sang ngày thứ Bảy. Một loạt nhiễu loạn không khí yếu có thể xảy ra vào cuối tuần, nhưng trời có thể sẽ khô hơn và ít mây hơn. NWS cho hay, trong khi đó thì nhiệt độ dự trù sẽ lạnh hơn bình thường khoảng 6 độ F cho đến hết cuối tuần này. NWS cũng dự báo mưa sẽ trở lại đầu tuần sau, có thể sẽ có mưa rào từ chủ nhật đến ngày thứ ba bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả sẽ có một năm mới hạnh phúc và thành công luôn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất